vậy? Có gì hả mày? Có gì không? Anh cướp hả? Mày la đi, mày la đi, mày la đi. Ôi, người ta cướp, cướp anh cướp. Cái gì? Không nói chuyện với anh em mày nữa, tao mệt lắm rồi. Thằng áo đỏ này mới đúng ngu. Mấy thằng non nớt đó. Lớn rồi đừng chơi kiểu đó nha, anh em trong nhà đừng có cắn nhau vậy.